Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Hôm nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 125 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 55 ca chưa cách ly. Theo đánh giá của CDC Đà Nẵng và Sở Y tế thành phố, hiện nay quận Liên Chiểu vẫn đang là điểm nóng với sự xuất hiện của nhiều F0 trên địa bàn. Ngoài ra, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các nhà hàng, các chợ, các khu dân cư đông đúc đang ở mức khá cao. Trong ngày, thành phố đã tiến hành xét nghiệm gần 25.000 lượt người. Công tác tiêm chủng mũi 2 đến nay đã đạt 96,5% đối với người trên 18 tuổi. Thành phố cũng đang điều trị 961 trường hợp F0. Công tác kiểm tra, quản lý những người từ vùng dịch, giám sát cách ly F1 tại các quận huyện tiếp tục được tăng cường. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, nhất là sự gia tăng của các ca mắc mới, đồng thời thẳng thắn phê bình một số địa phương, đơn vị vẫn còn tình trạng chủ quan, lơi lỏng kiểm soát dịch bệnh, không đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương phải xốc lại đội ngũ, chấn chỉnh ngay việc chấp hành nghiêm 5K cũng như các biện pháp phòng chống dịch. Đồng chí tổng ra quân đi, ra quân lại đi, trong vấn đề kiểm tra và xử phạt. Yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, các cái nơi tập trung đông người, tất cả những cái khu làm việc của chúng ta đều phải thực hiện nghiêm túc 5K. Đó là dứt khoát là số 1. Cái này nó đơn giản chứ không phải nó phức tạp đâu. Nó phức tạp đâu. Là tôi đề nghị các đồng chí, không phải là mình lấy cái Phật để làm mục tiêu, mà thử Phật là giải pháp chứ không phải là mục tiêu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương, ngành giáo dục đào tạo cần quan tâm, thường xuyên giám sát, kiểm tra đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh. Đối với công tác cách ly F1 tại nhà, các phường phải thành lập ngay các tổ để giám sát, xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm, nhất là tập trung vào các khu có nguy cơ cao, đẩy mạnh công tác tiêm chủng và nâng cao năng lực điều trị F0 trên địa bàn thành phố.